Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em xin đưa mọi người đi du lịch một nơi ở miền Bắc, một tỉnh mà rất là nhiều địa danh, đó chính là Tam Cốc của Ninh Bình. Hàng năm ấy thì mọi người cũng đã được xem ở trên các cái phương tiện truyền thông các kiểu, hoặc là hình ảnh nói về Tam Cốc của tỉnh Ninh Bình rất là đẹp luôn. Đây mọi người nhìn này, cánh đồng lúa chín vàng. Và hàng năm thì có tổ chức lễ hội rước rồng trên thuyền đi trên cái dòng sông này, người ta gọi là dòng sông Ngô Đồng ạ. Lễ hội này được tổ chức vào ngày âm lịch ngày 15 tháng 4, trung tuần khoảng tháng 5 âm dương lịch ạ, năm dương khoảng ngày cũng tùy hàng năm, đúng cái mùa mà nắng nóng nhất luôn của ngoài miền Bắc. Về nắng khoảng 37 độ đến 39 độ, về bây giờ là khoảng 9 giờ sáng thôi nhưng mà đang nắng không chịu nổi. Cái góc mà em đang đứng để quay này ấy, thì là góc nhà ông Nam, người ta gọi là nhà ông Nam. Đối với các anh em mà nhiếp ảnh thì mọi người không có lạ gì với góc quanh này nữa. Để đi vào từ đây thì bình thường như ngày thường mà đi đi thuê thuyền để mà đi bơi. Đây là mọi người nhìn ở dưới các cái thuyền đi đằng trước đây, thuyền đằng sau đấy chính là các du khách. Để đi ngắm cánh đồng lúa chín ở đây thì mọi người mua vé thuyền để đi, thì cũng cũng được các thuyền đưa đến các cái bến này. Ở trong này nó sẽ có ba vị trí, ba cái góc để cho các nhiếp ảnh gia và cái người tham quan ra hay đi chụp ảnh mình sẽ đi sẽ kiểu hang ở trên hang bên ngoài, cảm thấy sẽ có một góc quay của mình. Góc này là góc nhà ông Nam, còn một cái như là góc hang 2 và hang 3. Hang 3 thì em đến Tam Cốc nhiều nhiều lần rồi, nhưng mà chia lần nào em lên hang 3 đi, em chỉ lên góc ông Nam mà mình rồi góc hang 1 rồi góc hang 2. Mọi người hay còn hay được xem những cái tấm ảnh mà gọi là giải quạt ở đây, giải quạt đấy là người ta cứ nhấp ảnh ra họ chụp lại bao nhiêu drama để mà các bạn ghét cả nhau. Các ảnh cực kỳ rộng vì nó đẹp lắm. Cần nữa em sẽ xem đây một ngày thì mọi người cùng xem nhé. Lâu lên trên này cũng khá là mệt. Đây là buổi chiều lúc 4 giờ chiều. Mặt trời hôm nay thì chỉ có các nhiếp ảnh gia người ta hay leo thôi, chứ còn người đi du lịch mà
check in ấy, người ta không đủ thời gian lại vì nhà thuyền người ta cũng không đợi lâu. Người ta chỉ đợi mỗi một góc, chỉ đợi khoảng 15 phút thôi. Thế nên mọi người thì leo leo được một chút ở cái vừa rồi. Phơi nắng ở núi đá này thì nguồn nước ở bể vất cực kỳ luôn, em còn gần mất điện. Đây còn buổi sáng sớm. Đá này nếu mà không cẩn thận là rách chân rách tay như bình thường ấy. Mọi người nên đi giày bata hoặc là giày thể thao này, nên mua thêm một đôi găng tay. Khi mà đến đây mua thêm một đôi găng tay, cái loại găng tay vải khoảng 10k thôi, để mình leo mình trong bóng là cái đất đá này nó không bị rách ra, chóc ra, rách ra. Mọi người đi tham quan du lịch thì cứ đi như bình thường, đi mua vé thuyền các kiểu cũng rẻ lắm, có hơn 100k cho một người thôi. Thì sẽ có các vé đi du lịch tham quan, còn nếu như mà là các bạn yêu nhiếp ảnh các thứ muốn săn cái khung giờ vàng như ví dụ buổi sáng 5 giờ sáng đến chiều 5 6 7 giờ tối các kiểu thì mọi người thuê thuyền riêng đến đây là kiếm một vài nhà đò làm việc đó, sẽ đi vào từ lúc 3 giờ sáng rồi. Thì sẽ ngồi săn chờ được những cái khoảng thời gian đẹp như ý của mình chứ. Chứ đi theo vé du lịch ấy thì nó rẻ, mà thuyền viên người ta chỉ chờ mình mỗi một góc. Ví dụ đến đây là có những 3 cái góc điển hình 21, 22, 23 và góc nhà ông Nam ấy. Thì mỗi góc thì được có mười mấy phút người ta chờ. Thì các bạn thì ví dụ đi 10 giờ sáng nắng gắt lên chụp được vài tấm chất in người ta xuống thì sẽ không có những cái khoảnh khắc như là buổi sáng mặt trời lặn ở miền tây bắc cái kiểu đấy. Còn giờ này đang khoảng 5 giờ sáng. Năm giờ sáng là các cái thuyền đi ra vào đây rất là ít. Đây là em đang quay thang mát, thế nên là mọi người có nhìn thấy thôi. Chứ để ngồi chờ khá là lâu ạ. Đây là vị trí hang số 2 nhé. Hang số 1 chính là cái góc cuối ngoài cùng kia, mọi người nhìn thấy đây. Còn góc này trời mưa rồi đấy. Đang nắng nhưng mà lại mưa được như bình thường luôn. Góc này nếu mà mọi người hay xem các ảnh ở trên các trang mạng thì góc này người ta gọi là góc của Hiệp Đình Yến ạ. Thì chị đấy là người tìm thấy cái vị trí này và chụp một tấm ảnh. Thế nên là sau đấy rất là nhiều nhiếp ảnh ra đi tìm góc này. Cảm ơn mọi người đã đón xem video đi du lịch về Tam Cốc Ninh Bình ngày hôm nay của em. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Nếu như mọi người có ý định đi du lịch trong cái mùa hè tới này, bởi vì bây giờ dịch bệnh cũng đỡ dần rồi, nên là mọi người có muốn đi du lịch cũng có thể lựa chọn đến đây vào tháng 5 tới. Một tháng tới, trong một tháng tới thì Tam Cốc Ninh Bình rất là đẹp luôn. Mọi người có một mùa đi du lịch vui vẻ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip lần sau.